Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình giới thiệu các chương trình học bổng của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì các chuyên viên tư vấn của công ty Tân Đại Dương sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin học bổng mới nhất của các trường như là Úc, Mỹ hay là Canada v.v. Với những thông tin này thì hy vọng đây sẽ là kênh thông tin bổ ích dành cho các bạn đang có ý định đi du học trong năm 2014 này. Còn đối với những bạn đang có ý định đi du học thì sử học thì không biết là hiện tại là các trường ở Thụy Sĩ Hà Lan có những cái chương trình học bổng nào dành cho các bạn hay không, thì chị Hương có thể là giới thiệu chi tiết về chương trình học bổng cho các trường này nhé. Cảm ơn câu hỏi của Sa. Thì khi đã đến du học tại Thụy Sĩ thì chúng ta phải nghĩ ngay đến ngành du lịch khách sạn. Hiện ngành này đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ khi chọn du học tại đây. Về học bổng thì hiện tại trường HTMI đang có chương trình học bổng rất là hấp dẫn. Cụ thể đó chính là học bổng tương ứng 1.000 franc đến 5.000 franc, tương đương 110 triệu dành cho sinh viên đạt kết quả học tập là từ 70 cho đến 80%. Và bên cạnh đó thì sinh viên học tập tại trường này thì cũng được thực tập là 6 tháng khi mà các bạn hoàn thành là 5 tháng lý thuyết. Và các bạn yên tâm là cái thực tập này là có mức lương là từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng một tháng. Và đối với chương trình du học tại Hà Lan thì vài năm trở lại đây, xu hướng sinh viên chọn du học tại đất nước này thì ngày càng nhiều, vì quốc gia này nằm trong số là 15 quốc gia phát triển nhất thế giới. Du học tại Hà Lan thì còn có một điều rất là hấp dẫn đối với sinh viên Việt Nam ở chỗ là chi phí học tập khá là thấp vì đang được nhà nước Hà Lan hỗ trợ. Và có những học bổng hấp dẫn, cụ thể đó là trường Sắc Sâu. Trường này thì cấp học bổng là 3.300 euro cho đến 6.023 euro trên một năm, là tương đương là 45% cho đến 75% trên học phí. Và để biết thêm thông tin chi tiết về cái chương trình học bổng tại Thụy Sĩ cũng như Hà Lan thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại các văn phòng của công ty du học Tân Đại Dương, hoặc các bạn có thể gọi điện đến số là 0838481819 hoặc truy cập vào website là tanđạiduong.edu.vn hoặc tddviet.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.